làm mất vỏ chanh dây tại nhà. Và cái kết, thật sự em chưa bao giờ nghĩ vỏ chanh dây có thể ăn được luôn ý. Mua 50.000 được 2 cân chanh dây, định bụng chỉ ép nước cốt chữ để uống giải khát thôi. Nhưng không biết động lực nào đã khiến em nảy ra suy nghĩ làm mất từ vỏ chanh dây. Thế là em phải chiển luôn cho nóng. Trước tiên là phải gọt lớp ngoài của vỏ chanh, rồi ngâm nước muối loãng cho hết chát. Gọt bằng dao nha mọi người, dùng nạo cái vỏ nó mỏng đi nhiều lắm. Gọt xong tay phồng rộp là thấy mệt mệt ngang rồi đó. Nhưng nhỡ đâm lao phải theo lao thôi, chẳng lẽ lại ngừng. Em hì hụi gọt mãi cũng hết 2 cân chanh. Rồi tới cái đoạn tách lấy ruột này là cả một bầu trời nghệ thuật này. Em dùng dao bổ dọc quả chanh, bóp nhẹ và dùng thìa nhỏ lùa vào bên trong để lôi hết ruột chanh ra. Phần ruột chanh em mang đi ép để lấy nước cốt, phần vỏ chanh thì em ngâm nước muối loãng cho sạch, đun sôi nước và trụng vỏ trong 2 phút rồi vớt vỏ chanh ra thau nước đá cho nhanh nguội mà không bị nát. Sau đó rửa sạch và tạo thành hình bông hoa như thế này là được nhá. Tiếp đó em mang đi ngâm đường và nước cốt chanh để mứt có vị chua ngọt, thơm mùi chanh dây nữa. Với lượng vỏ này thì em dùng 400g đường và 300ml nước cốt chanh nha. Mọi người tùy ý điều chỉnh theo ý thích. Ngâm khoảng 1 tiếng, đường tan và vỏ chanh đã ngấm, em mang đi xên cho keo lại. Mấy hôm nay trời Hà Nội nắng to, em định bụng xên xong sẽ mang ra phơi nắng cho khô. Thế mà trời lại tối sầm rồi đổ mưa, nhìn mà sang chấn tâm lý luôn. Nhưng mà người tính thì vẫn hơn trời tính. Em nhanh trí cho ngay vào nồi chiên hơi nước, bật chức năng sấy hoa quả. Tiện cái nồi nhà em chỉnh được thời gian, nhiệt độ nên là quá hợp lý. Đấy, sấy veo cái là xong rồi. Mứt dẻo dẻo, chua chua, ngọt ngọt lại thơm nữa. Tưởng thành công mà đúng là thành công thật nha. Các chị thử đi, hơi bị hay ho luôn.